Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios bản 1.5G phiên bản 2023 và màu đỏ, nội thất đã thay đổi sang màu đen và giá bán của các phiên bản ở thời điểm này. Thì đầu tiên, đối với dòng xe Vios mới được cập nhật từ thời điểm tháng 5 năm 2023 lên cái phiên bản Philip mới, được thay đổi một số những cái chi tiết, và đặc biệt là phiên bản 1.5G này đã được thay đổi rất nhiều từ ngoại thất, từ nội thất, rồi các cái tính năng an toàn. Ngoại thất thì có đèn này, có mặt ca lăng này, có la răng. Nội thất thì có thay đổi về màu nội thất, rồi có hệ hỗ trợ lái, tính năng an toàn. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán, và đặc biệt là giá thì giảm mà option lại tăng. Đầu tiên là phiên bản 1.5E MT, phiên bản tiêu chuẩn của số sàn, thì có giá niêm yết được giảm từ 589 xuống còn 579 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.5E CVT thì có giá niêm yết thay đổi từ 542 xuống còn 528 triệu. Còn phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản G thì vẫn được giữ nguyên giá bán, tuy nhiên là được nâng cấp rất nhiều các cái option, và lát nữa em sẽ giới thiệu cụ thể ở chiếc xe này. Giá bán vẫn giữ là 592 triệu, và ở thời điểm hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho tất cả các phiên bản của dòng xe Vios này, gói phụ kiện và bảo hiểm cộng với tiền mặt lên đến trị giá lên đến 30 triệu đồng. Và với các cái ưu đãi bên trên thì giá lăn bánh của Vios vừa ra mắt cũng khá là dễ tiếp cận. Đầu tiên là phiên bản 1.5G thì hiện tại thì lăn bánh khoảng tầm 630 đến 640. Phiên bản 1.5E CVT thì có giá lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 570, còn phiên bản EMT thì có giá khoảng tầm 515. Trả góp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng tầm 150 cho đến 180 là để lăn bánh các tùy phiên bản. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của các cái dòng xe Vios, và bây giờ em sẽ soi cho anh chị về chi tiết chiếc xe Toyota Vios 1.5G, và cụ thể ở đây sẽ là chiếc xe có ngoại thất màu đỏ. Ở phiên bản này thì em thấy những cái màu như màu đen này, màu đỏ và màu trắng ốc chai nó rất là đẹp, bởi vì nó có cái mặt ca lăng màu sơn màu đen bóng và cái giải chrome đây rất là nổi bật. Nó màu đen và màu đỏ là hai màu tương phản này, màu trắng thì là hai màu nó đồng bộ, màu trắng và màu đen cũng là hai màu tương phản. Còn xe ngoại thất màu đen hợp với cả cái mặt ca lăng như này thì trông rất là khỏe khoắn và cứng cáp. Ba màu đấy theo cá nhân em thì là đẹp nhất. Và ở đây em sẽ soi chi tiết. Đây trước là chiếc xe 1.5G. Phần đầu xe được thay đổi rất là khỏe khoắn, có các cái hốc giả hút gió và la răng bên dưới dạng tổ ong. Đèn thì được thay đổi lên dạng bi LED cho cái gom sáng tốt hơn. Ngoài ra một cái đặc biệt ở phần logo, anh chị thấy trước ban đầu là Cross này, rồi Camry, Altis, rồi bây giờ đến có ở dòng Vios cũng được trang bị logo dạng 3D, và đồng nghĩa với nó là sẽ có các chức năng trong gói Toyota Safety Sense được trang bị trên Vios, và cụ thể ở đây sẽ là cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Tiếp theo ở phần thân xe thì sẽ có là cái la răng thì vẫn giữ là 15 inch, tuy nhiên là đã thay đổi về hình dáng là dạng 6 chấu đơn, vẫn là phay xước. Phần thân xe thì không thay đổi quá nhiều. Nếu mà nhìn từ ngang xe đây, mình chỉ thấy khác một chút ở phần đầu la răng, còn lại ở phần cánh cửa, phần đuôi xe thì cũng không thay đổi nhiều. Ở phần đuôi xe chỉ có duy nhất một cái thay đổi là cái cản sau là được trang trí bằng nhựa ốp đen. Còn đèn hậu, cụm đèn hậu 6 cảm biến thì vẫn giữ so với cả bản trước. Thì cái mặt cái cản sau này sẽ rất là hợp với cả cái tổng thể của xe. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu về phần nội thất của xe. Một thay đổi lớn của Vios 2023 là tất cả các phiên bản đều được trang bị là nội thất màu đen. Anh chị thấy từ cánh cửa cho đến mặt tablo, tabli đều được trang bị là màu đen. Và đặc biệt như anh chị thấy cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ ghế nó được trang bị từ dòng, lấy cảm hứng từ dòng xe Camry, nó có một cái đường chỉ đây rất là thể thao, giống thể thao và sang trọng giống như cái dòng xe Camry. Và em sẽ vào xe để giới thiệu cho anh chị các cái chi tiết. Đầu tiên thì em có giới thiệu ở phần logo chức năng Toyota Safety Sense, nó có giữ làn đường cảnh báo lệch làn này và cảnh báo tiền va chạm,
Còn phía bên trên là cái nút của cảm biến, 6 cảm biến trước, 6 cảm biến trước và sau. Còn đây là chống trơn trượt, cảm biến chống trơn trượt, lệch làn, rồi tiền va chạm. Còn trên cái vô lăng này thì cũng không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên như vậy. Chỉ có thay đổi là cái chỉ khâu ở đây sẽ là màu khác thôi. Đồng hồ Tableau cũng vậy, cũng vẫn giữ cái cruise control ở đây. Tuy nhiên một cái đặc biệt nữa ở bản G sẽ được trang bị là lẫy chuyển số sau vô lăng, khá đặc biệt. Ngôn ngữ bây giờ đang hướng đến thể thao và những option trang bị thêm cũng rất là thể thao. Còn cái màn hình này, màn hình 9 inch, màn hình dạng nổi. Thực sự là bây giờ Toyota đã rất là lắng nghe người dùng. Màn hình dạng 9 inch dạng nổi, có Apple CarPlay và Android Auto, cổng USB sẽ ở đây. Còn các cái option khác, phần cần số này thì vẫn như vậy. Nhưng tuy nhiên là ngồi ở trong cái khoang lái của Vert hiện tại thì mình sẽ cảm giác rất là thể thao. Em sẽ giới thiệu anh chị về cái phần thay đổi của phía sau hàng ghế thứ hai. Còn các cái chức năng khác ở phần nội thất thì nó vẫn tương tự như vậy. Vẫn có 6 loa, vẫn có 7 túi khí. Đây là phần hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe thì có một cái thay đổi ngoài về màu sắc thay đổi theo tổng thể của phần nội thất, thì vẫn được vẫn thì đã được trang bị thêm là cái cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế thứ hai, hai cổng sạc luôn, rất là tiện lợi. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị một cái, trước khi kết thúc video thì em sẽ giới thiệu thêm một chi tiết nữa là cái trần này để ăn nhập hơn với cả cái nội thất màu đen thì sẽ được trang bị sang là màu xám để nó ăn nhập hơn với cả cái nội thất của xe. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của dòng xe Toyota Vios phiên bản 2023, các phiên bản, và giới thiệu cho anh chị về cụ thể nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios này. Ở đây trước mắt chúng ta đây là màu đỏ. Và anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề khác như là trả góp hay là các vấn đề về xe thì vui lòng gọi điện giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.